Ôi, chào mừng mọi người đến channel của mình, và mình là Kasuto đây. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi Minecraft phiên bản 1.9 Survival. Và mình đang dự định cài Resurrect. Các bạn nghĩ sao, mình có nên cài Resurrect không? Nhớ comment bên dưới nha. Phá nhà trời. Và mình hôm nay mình sẽ đi mai. Mình đang nấu thức ăn đồ để chuẩn bị cho cuộc đi mai hả, liên tục của mình. Rồi phải lên lầu mình lấy đồ cái nè. Cái vụ này tha xuống mà quên á, thành niên chơi quá ghét ngáo. Hôm nay mình cả quá liền. Ok, yếu gì đây, lem trắng củ đá rồi. Mình tạm ngưng và ok, bắt đầu cuộc hành trình đi mai thôi. Và mình đem giường chưa rồi, ok, lên đường thôi, đi thăm mọi người xung quanh cái đó. Đi rồi ta sẽ nhớ tụi mày nhiều lắm. Mà bạn nào nhớ cái hang ở đâu không? Hình như phía bên kia khu rừng thì phải. Mà mình là Kesito đây, mình có quyền bỏ xét vàng. Mà các bạn có xem video này thì các bạn nhớ cố gắng chỉnh cái chế độ HD nha. Tại hôm bữa cái chi tiết mình quay bừa, mình thử nghiệm cái tính năng mới nên của mình, tính năng mình tự nghĩ ra thành ra là nó hơi bị mờ. Còn các bạn thông cảm. Và bạn nào có cái link shader gửi cho mình nha, có gì số bác shader gửi mình định cài, mình đéo biết cài. Hồi mày đó đi, ủa lộn đường. Như đường này đúng không ta? Ờ đúng rồi. Tới lắp FPS tụt bất ngờ. Hình như đây là cái hẻm cục đúng không ta? Ờ đúng rồi. Đi ra. An toàn là trên hết, chết hết là đi luôn. Như có lava mà nhớ cho hôm bữa mình đào được cái ngọc gì nè, ngọc lưu ly gì đó. Ơ mà em gớt đồ phộng. Bị lại con ngựa nó đường rồi. Samarika, Mekono, Mane,
mình không biết tuần nằm ở đâu luôn. Thôi cứ việc đào đi, thấy kim cương được rồi. Đồ đào cái gã hàng khác. Phải đại. Ở mà khoai mình chưa khám phá hết cái hang này mà ta. Đúng không? Đi ra xem thử. Bảo hay sao FPS khủng gì trời. Ủa đúng rồi, điều này nè. Ê gụng. Đi lên. Đây có nhiều đá cuội quá. Hôm nay cái trình độ bắt cua hả? Ghê quá. Cũng than bên kia mới có than. Ai giờ mình giàu luôn, than quá trời than luôn. Mình nghĩ là mình nên làm thêm một cái cục bằng đá đi cho nó chắc. Quá trời than mà nãy giờ mình làm cái gì hết rồi. À đi mà trong người cũng có hoa nữa. Đói bụng quá. Làm gì đây ta? Làm gì quên rồi. Ờ đúng rồi. Kìa.
tao đi nãy giờ chưa thấy vàng nữa. Vàng là sắt chứ sắt chỉ là than không. Mà công nhận sắt lắm thế. Mình xin nhắc lại lần nữa là các bạn xem vui lòng chỉnh chế độ HD giùm mình. Nguy cơ nó sẽ không lên HD được. Này nguy cơ gặp Keeper cao lắm. FPS đang giảm. Tụi mày muốn chiến đấu ra đây hết coi. Tập trước hả thì bị đánh mấy con Keeper rồi đánh gần chết, giờ thấy con nào hết. Không cần thiết. Bộ công anh làm gì tao đâu bị bệnh đâu. Tắm. Cái lời gì thốn. Ok. Thượng lộ bình an. Cắm cây đuốc tự chân. Á nguy cơ nó không biết đường lên cao lắm. Holy shit. Hồ sắc. Gốc lắc. Hết lắc. Bên này lắc. Hết lắc. Quái đạn. Chưa bao giờ mình đi mai mà gặp sắt với lại than nhiều mức này luôn á trời. Mình nghe tiếng nước. Mình đã nghe thấy tiếng nước. Sẽ tạm dừng chân và lung lấu vài thứ quá. Nãy mới thấy thang đâu nè. À đây nè. Á mới đi học về bay lên quay video liền. Tự nhiên cái video mà
AI truy kích đó, chế độ AI đó, thì các bạn xem giùm mình nha, xem giùm nó có bao nhiêu lượt view rồi mà máy của mình nó bị điên khùng vậy, nó hiện lên 62 lượt view, 62 lượt view mà nó không biết máy cần, máy mình có bị khùng hay bị điên gì không nữa, mà tự nhiên lượt view sau một ngày mà thành vậy á, chắc mình phải đem máy bảo trì quá. Mình tạm ngưng mình ăn cái nha. Ok, trong lúc mà đợi nó nung nấu thì mình sẽ lấy cái đống than này cái đã. Ăn ngon quá. Bạn nào có sở thích ăn mì gói giống mình không? Có cơm có gà đồ mà không ăn đi ăn mì gói. Mình cứ ăn mì gói tại nó khá ngon. Ai cũng chửi nhưng mình vẫn ăn. Vãi đại. Nó ngủ được chưa? Thôi khỏi đang ngủ luôn đi. Nó hồi nó chết nó có spam về nhà thôi. Mình có chỉnh keep inventory mà. Đứng đợi đi. Tiếp tục đợi đi. Bình đồng da sắt ba đạn có đó có đầy không, mình trồng bí ngô ở đây. Tự nhiên ai nghe tiếng sáu không, đây nó không mọc nổi. Để về nhà rồi làm tiếp. Tiếp tục hành trình nào. Ê đi một hồi lên đây hành ngõ cục trời. Somebody talk to me. What the hit in here? Ê, nhưng mình ra giữa vùng núi hoang mạc của mình. Đây cái kiểu này khó mà về nhà. À không, trước cây gì. Mà có cái sẻn mà ta. Ui lát kìa trời.
thôi đi mai tiếp. Lấy mấy cái tuyết về đi. Bố thằng nào có ớp mình đi cho nó. Thang nó bỏ qua luôn đi. À, mình nghĩ là mình đi lạc. Chết là mình về thôi chứ sao. Lên trên đây trước. Bây giờ mình chơi đạt mục tiêu đi, lên cấp 20 mình đi về nhà. Hẹn bởi cuộc đời ghét mai là vậy. Nói cái chỗ này ngon lành quá. Mà bây giờ mình muốn về nhà. Ok, qua lại đây. Mình vừa mới lấy miếng lấy đồ cái. Rồi full đồ luôn. Thôi mình nghĩ tập này cũng đã dài rồi, mình sẽ kết thúc cái chat này ở đây. Thì mình sẽ tiếp tục chat theo vào một ngày nào đó. Và video này có thể là sẽ có intro hay là cái gì đó và phần mô tả thì không biết thì có hay không. Vậy thôi, xin chào, biết. Bye bye. Ăn mì gói.